Chào mọi người đã đến với video flycam mà mình thực hiện tại Vinhome Ocean Park. Thì đây là cái video đầu tiên mà mình thực hiện bằng flycam do chính mình làm. Trên màn hình của anh chị đấy chính là cái khu vực mà bãi đất trống mà chủ đầu tư Vingroup hiện tại họ chưa xây dựng cái gì cả. Và đang flycam của mình đang bay sang cái khu vực biệt thự đảo Ngọc Trai tại Vinhome Ocean Park. Trên màn hình chính là cụm đảo biệt thự Ngọc Trai. Bên cạnh, ngay bên cạnh mà có cầu tháp và các cái căn hộ đang xây lên, đó là phân khu Ruby của dự án. Còn phía xa chính là khu vực cụm chung cư Sapphire. Mình đang bay theo chiều ngang và bề ngoài. Nó với cái độ cao hơi thấp, mình sẽ đẩy nó lên trên một chút. Phía trước đấy chính là hai cái phân khu chính của dự án, phân khu thấp tầng, đó là Ngọc Trai và Sao Biển. Ngọc Trai thì nằm ở giữa cái hồ Ngọc Trai, chia làm hai bán đảo Ngọc Trai lớn và bán đảo Ngọc Trai nhỏ. Trên màn hình thì anh chị có thể nhìn thấy giữa màn hình đó chính là Ngọc Trai, biệt thự Ngọc Trai với cái lượng căn biệt thự mặt ngoài chính là biệt thự đơn lập. Trên màn hình chúng ta đang di chuyển phía trên của cái đảo Ngọc Trai lớn và mặt hồ nhỏ, thì chúng mình hay gọi vui đó là mặt sông. Phía dưới chính là công trường đang thi công của các cái cụm chung cư. Đây là biệt thự Ngọc Trai. Thì hiện tại biệt thự Ngọc Trai ở phía đảo lớn này thì chưa hoàn thiện được phần sơn mặt ngoài. Hiện tại như trên màn hình đấy chính là Ngọc Trai đảo lớn, và cái khu vực mà đang hàn xì kia thì chính là cái khu bể bơi mái vòm, là cái công trình tiện ích đầu tiên mà đảo Ngọc Trai lớn làm. Còn lại thì chủ đầu tư đang hoàn thiện phần sơn của các căn biệt thự để bàn giao vào khoảng tháng 6 này. Cách giữa cái đảo Ngọc Trai lớn và Ngọc Trai nhỏ chính là cái tuyến đường huyết mạch của dự án, tuyến đường lớn nhất của dự án, hay còn gọi là đường 52m. Bên này chính là phân khu Sao Biển với một cái dãy shop house sở hữu lâu dài, shop house 24 nằm ở giữa một cái khu mà hai bên là bãi đất trống, một bên sẽ xây dựng khu thương mại dịch vụ và một bên sẽ là cụm trường học. Còn trên màn hình đây chúng ta sẽ đi lên cái phía bán đảo Ngọc Trai nhỏ. Phía trên màn hình của anh chị nhìn thấy chính là toàn cảnh cái phân khu thấp tầng của Vinhome Ocean Park, bao gồm biệt thự Ngọc Trai ở phía mặt hồ Ngọc Trai. Thì anh chị cũng chỉ thể nhìn thấy ở phía bên trái màn hình chính là khu Sao Biển, biệt thự Sao Biển, shop house Sao Biển. Phía bên phải mà đang quay lưới màu xanh chính là khu san hô và hải âu thì ở phía xa trên kia. Mình lụi lại một chút để xem chi tiết cái phía mặt dưới này của các căn biệt thự xem thế nào. Đó, các công trình tiện ích của đảo Ngọc Trai lớn này thì hiện tại chủ đầu tư mới đang hoàn thiện cái khu vực bể bơi thôi. Còn cái khu mà bãi đất trống mà đang có cái cầu tháp lên đấy chính là sẽ là khu trường mầm non và sân tennis, sân bóng bàn. Đây là cái tuyến đường mà chạy ở quanh cái phân khu Ruby.
chúng ta cùng tiến thẳng ra cái phía Ngọc Trai đảo nhỏ. Thi thoảng các bạn nhìn thấy trên màn hình như có những cái đốm sáng lên ấy, là cái khu vực đấy là chủ đầu tư họ đang làm cái công việc như kiểu là hàn xì gì đó, tức là đang hoàn thiện, đang thi công hoàn thiện. Dãy đây, dãy shop house biển 24 một mình một vị trí, kẹp ở giữa một cái cụm trường đại học, và cái phía mặt hồ này sẽ là thương mại dịch vụ, tức là shop house 50 năm chủ đầu tư chưa xây dựng. Sau lần đầu mình quay một flycam nên cái khi mình điều hướng nó không được chính xác lắm. Tiến ra cái phía Ngọc Trai nhỏ, đảo nhỏ, thì cái phía shop house mặt đường 52 này thì các gia chủ đã nhận bàn giao rồi, đã và đang nhận bàn giao. Shop house mặt đường 52 này thì các lô nó khoảng 67 mét, các lô trung bình là 67 mét đến 70 mét. Các cái lô góc thì nó sẽ rộng hơn. Đó, trên màn hình mà anh chị nhìn thấy đó chính là cái dãy mà cái dãy shop, cái dãy nhà mà cạnh mặt đường đấy là chính là shop house mặt đường 52 mét. Các lô bình thường nó rộng 70 mét, các lô sẽ khe nó rộng 94 mét, còn các lô góc nó sẽ rộng xấp xỉ 100 mét. Một chủ đầu tư bán là một cặp trước sau, dãy Ngọc Trai 06 và Ngọc Trai dãy Ngọc Trai 06, dãy shop Ngọc Trai 06. Phía bên này chính là khu sao biển, toàn cảnh cái phân khu thấp tầng của sao biển với các dãy sao biển từ 01, 02, 03 cho đến 05, 07, 09 là cái dãy phía bên trái, còn dãy mặt hồ này là dãy 02, 06, 08 và 10. Như trên màn hình mà các bạn nhìn thấy cạnh công viên đấy là chính là cái dãy sao biển 02. Chúng ta bay gần hơn vào khu sao biển. Thì đấy, anh chị nhìn thế giới 02 rồi đến nhìn trên màn hình thì bay với cái độ cao này nhìn nó sẽ rất là dày. Các cái dãy này ở giữa đường sẽ là 02, 06, 08, 010 ở cái phía mặt hồ. Hai cái bãi đất trống này sẽ là một cái bãi ở giữa màn hình, đấy chính là khu thương mại dịch vụ. Ở bên trái màn hình chính là cụm trường mầm non và trường tiểu học. Biển hồ thì hiện tại vẫn đang trong cái quá trình cải tạo nên là nhìn nó không đẹp mắt. Ở bãi đất trống ở cái khu sao biển số 17 và sao biển 20 này chính là khu shop thương mại dịch vụ sao biển. Phía trước chính là cái cụm trung tâm thương mại Vincom Megamall đang hoàn thiện. Trước thì chủ đầu tư dự kiến là khai trương 30 tháng 4 nhưng hiện tại theo mình biết thì sẽ lùi lại do đại dịch Covid. Phía cuối này nó là cái nhà hàng, các bạn nhìn có cái cụm mà tam giác đấy chính là khu nhà hàng Kim Cương và trung tâm tổ chức tiệc cưới. Bên này chính là khu vực Hải Âu và phía sau chính là cái khu vực shop thương mại dịch vụ. Phía bên kia thì chính là khu san hô và trường đại học Vinuni. Còn đây chính là biệt thự Ngọc Trai đảo nhỏ. Quay từ flycam mình thấy nó không đẹp bằng mình quay ở mặt đất. Ngọc Trai đảo nhỏ thì phía đằng này chính là các căn biệt thự. Phía trên màn hình chính là các cái căn biệt thự từ dãy Ngọc Trai 01 đến Ngọc Trai 06. Từ mặt hồ tính vào, từ cái quảng trường tính vào.
Cái bãi đất trống kia sẽ là cụm tiện ích bao gồm bể bơi, các sân thể thao tennis, bóng bàn. Thì cũng chưa, họ chủ đầu tư họ mới san mặt bằng thôi, chưa làm gì hết. Phía xa các bạn nhìn thấy có một cái tòa chung cư thấp thấp, đấy chính là cái cụm quân sự, trường đại học quân sự. Còn ở phía góc phải phía dưới màn hình chính là cái cụm nghĩa trang. Ở bên này thì chúng ta lại trở về với ngọc trai đảo lớn, từ cái dãy ngọc trai số 08, 0809, ngọc trai 10. Ngọc trai 10 là đối diện những căn đầu hồ như là ngọc trai 10, 20. Ngọc trai 10, 27 là đối diện thẳng sang với cái khu bể bơi. Bên này một mình một chỗ đấy chính là cái khu shop house sao biển 24. Hai bên ở khu shop house sao biển 24 sẽ là cụm trường học và thương mại dịch vụ. Và gần sao biển 24 thì chúng ta có thêm một cái nhà để xe 5 tầng nữa, chính là cái bãi đất trống màu vàng vàng ở trên màn hình. Ở giữa màn hình đó. Phía dưới này anh em nhìn thấy đây chính là khu vực sông. Cái sông của đảo Ngọc Trai. Bên này dự án thì phía đằng này chủ đầu tư họ hầu như họ chưa làm gì cả. Sao biển. Bên này chủ đầu tư về sau họ xây chủ yếu ở khu vực này chính là các cái cụm trường học và shop house thương mại dịch vụ. Đấy, chạy dọc thế này cái bãi màu vàng đấy chính sẽ là làm cái nhà để xe 5 tầng. Tiếp cái nhà để xe là bãi một khô ô đất để làm trường học. Còn phía ngoài này cũng là cụm trường học, khu vực này chủ yếu là cụm trường học. Các cái tòa chung cư đang lên đấy là cụm chung cư Ruby. Ruby bao gồm 4 tòa R1, R101, R102, R103 và R105. Cạnh cái cụm trường học, cụm cao tầng Ruby thì cũng bao gồm một cái cụm trường học. Các cái ô đất trống mà giáp với biệt thự đảo lớn Ngọc Trai này thì sau sẽ làm cái khu các cái cụm chung cư khác gồm khoảng 4 tòa. Nó gọi là khu chung cư có vị trí kim cương, tức là cái tầm view của nó thẳng ra hồ Ngọc Trai. Giá thì theo mình được biết dự kiến trên 60 triệu một mét. Còn bên kia là bãi đất trống. Đó là hôm nay mình sẽ bay chi tiết vào cái khu khu vực sao biển và Ngọc Trai này thôi. Nếu mà nhìn trên flycam thì nó sẽ không bao giờ bằng trực tiếp mà quay ở dưới mặt đất được. Nhìn này nó chỉ nhìn tổng quan thôi. Đây là cái chi tiết cái cụm mà sao biển. Đấy, một mình một dãy đây chính là mình nhắc lại, đấy là sao biển 24, dãy shop bao gồm một mặt nhìn ra thương mại dịch vụ và một mặt nhìn sang cụm trường học. Trên màn hình chính là cái khu mà các cái nhà giáp đường đấy thì chính là cụm shop house. Cụm shop house sau biển 01 các căn có diện tích trung bình 70 m, có các căn xẻ khe 94 m, các căn góc thì xấp xỉ 100 m. Tiếp đến chúng ta đang bay vào biệt thự sao biển, thì ở bên phía tay phải màn hình chính là sao biển 01 02. Ở bên trái cũng là 0102. 0102
01 là dãy sau biển shop, còn 02 chính là khu thấp tầng, tức là biệt thự song lập và liền kề của sao biển nhìn ra công viên. Đây là trước mặt trên màn hình chính là hai khu công viên, đó chính là cái khu chỉ có một cái bên trái là công viên, của bên phải bãi đất trống này sẽ xây cái shop thương mại dịch vụ 50 năm sao biển song lập dãy 02, sẽ nhìn ra shop thương mại dịch vụ 50 năm, còn sao biển 01 thì sẽ nhìn ra công viên. Tiếp đến là các cái dãy sao biển ở trên màn hình ở phía bên trái này chính là sao biển 03, 05, 07 cho đến 09, 3, 5, 7, 9. Còn bên phải màn hình chính là dãy sao biển 06, 08 và 10. Nhìn trên màn hình bay với cái góc quay như thế này thì chúng ta không thể hình dung được nó chi tiết như thế nào. Và mình đang bay ở độ cao khoảng 65 mét. Thời tiết thì không ủng hộ cho lắm, không nắng đẹp. Đây là trên màn hình chính là biệt thự hết pin. Chúng ta sẽ quay về vị trí cất cánh vì flycam hết pin. Bãi đất trống này thì sau chủ đầu tư họ sẽ làm cụm trường học, trường học tiểu học, mầm non, rồi trung học cơ sở, rồi trường phổ thông. Chỗ này chủ yếu sẽ là cụm trường học.